Rồi hai các bạn ơi, hôm nay tiếp theo cái cửa xịt mít nữa nè các bạn. Rồi, chia sẻ luôn cái cửa xịt cửa này vườn của mình đây cho các bạn xem tham khảo đó nha. Đó thì cửa gờ mình xài ngang cho con các bạn. Thì cửa này mình cũng đổi lại hàng Rirumin nha. Và cũng di phẩm nè các bạn. Di phẩm thì đợt này mình cũng đổi luôn, này gối lớn rồi. Rồi sâu mình cũng đổi ha. Rồi cửa này thêm hàng thốc đuổi ruồi nữa các bạn. Và canxi bo ha, mùa mưa thì tăng cường canxi bo để cho nó hạn chế nước màu nha các bạn. Nè, giảm hàng dưỡng lại. Cái này không có xài hàng bơm ha. Thì xài canxi bo. Đó thì hiện tại trái mình nó vườn của mình các bạn nó cũng đủ dạng trái chân ha. Cái chuyện lớn nhỏ đều có chân, nhưng mà chủ yếu thì những cái bông trái nhỏ hiện tại nó đang ra. Đó, cho nên cái này mình vẫn kèm thêm di phẩm các bạn. Đúng ra trái lớn là mình nghĩ nha, nhưng mà tại vì bông trái nhỏ còn thì mình đưa di phẩm thêm. Rồi thêm cái đó các bạn, thì mùa mưa á thì vòng vòng những cái loại thuốc các bạn thì mình để ý á, những loại thuốc mà nó cho cái mít nó xanh gai á, thì mình thấy thằng Rirumin mình đánh giá nó là cái da mít nó xanh hơn những loại thuốc khác nha. Một là nó, hai ngay cho con nha các bạn, thì mình thấy nó là xanh gai hơn. Đó thì cửa này mình sẽ xài nó luôn. Thì nó là xanh gai một phần ha. Rồi về xanh gai nữa là đặc biệt canxi bo nha các bạn. Canxi bo nếu mình xài nó thường nó cũng xanh gai nữa. Rồi thì liều dùng thì theo mỗi vườn ha. Vườn nào xài ít bình nhiều bình gì đó thì mình có thể mình pha theo cái liều lượng ha các bạn. Thì về gói Rirumin nè các bạn, thì mình xài á, còn một gói mình xài cho nó mùa nắng mình xài 5 bình một gói ha, 100g à. Mùa mưa thì cái dịch bệnh nó nhiều hơn ha, nấm bệnh tấn công mạnh thì mình xài lại là 4 bình ha, 4 bình một gói. Còn về thuốc sâu các bạn thì mình xài đủ liều nha, có hướng dẫn mình xài đủ liều với thuốc dưỡng luôn. Rồi đây là gói vi khuẩn nè. Thì vi khuẩn này nó cũng vi khuẩn loại mới ha, bao hoạt chất. Nói chung là vi khuẩn nào xài cũng được chứ em ơi. Lutan, Santoxin này kia ha, nào cũng được chứ. Mình xài mình lưu hiên mà. Rirumin nè. Đây là thuốc sâu ha. Thuốc sâu này hoạt chất nó thì nó cũng na ná với cái thằng que ra thông đó các bạn. Nhưng mà nó cộng thêm một số hoạt chất, hai ba hoạt chất khác nữa ha. Thì nó trong đây tới 4 cái hoạt chất thành phần luôn nè. Đó thì này nó người luôn sâu đục trái, sâu với bùa nhện đỏ ha, rồi điệp sáp luôn. Này thấy xài nó cũng ngại các bạn, nó cũng xài được. Rồi thì để ngừa rùi vàng các bạn. Có số trái mình không có bao nữa thì mình pha thêm rùi vàng ha. Này, rùi vàng thâm mộc. Để ngừa mấy cái trái mít mà lớn á các bạn. Bây giờ mình có trái lớn ha, nên mình kèm theo mình pha mình ngồi trái lớn luôn. Rồi canxi bo thì đó giờ mình có xài, mình chia sẻ rồi nè. Đó thì xài cũng liều lượng như đó. Để chia sẻ tham khảo qua lại thôi ha, chứ liều lượng thì mình các bạn cứ đọc theo hướng dẫn làm ha. Rồi mình lấy thuốc mình cộng mình pha vô mình xịt thôi các bạn ơi. Rồi mình ngưng chút xíu nha, rồi mình chia sẻ mình xịt ha. Rồi châm nước vô mình pha thuốc các bạn ơi. Rồi tạm ngưng chút các bạn ơi, giấc học hoàn trời những mưa rồi đang cảnh rồi, vừa pha xong rồi chuyển luôn. Thì các bạn cũng không có lo, đừng lo nha, thì thuốc này pha vậy thôi chứ ngày mai mình quán sạch được bình thường nha, nó không có hư đâu, mình pha đúng thuốc là không có hư nha các bạn. Tại vì mình không có pha dưỡng với thằng cây dâu, chứ pha thuốc bệnh thuốc sâu chung thì không có vấn đề chứ. Tại vì mình cũng gặp trường hợp này nhiều các bạn, mình xịt mấy vụ trước ngày mưa như nè, thì bỏ qua bữa sau xịt vẫn bình thường. Rồi gác lại hết mưa xịt các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, thì cử này mình xịt tới 10 bình lần các bạn. Vườn mình á, trái đợt này nó nhiều rồi, thì mình pha ra tới hai cái chai thuốc bự ha. Thì 10 bình hai chai này mình chia ra khoảng bình cống gửi á, coi như là 3 cống vô vô cái thùng rồi chia ra, hoặc là cống rửa vô thẳng vô trong cái bình xịt luôn. Sắp cái xe lên chưa? Ở đây, ừ.
cống không? 3 cống. Thuốc sâu thuốc gì mình đưa chung đó nha các bạn. Giờ thôi. Thì tùy theo cái vườn mà dịch bệnh nhiều ít đó các bạn. Mùa mưa thì cái mầm bệnh nấm phẫn nhiều ha. Nên mình có thể tăng gia giảm cái thằng Riomen các bạn. Dù các bạn vườn thấy bệnh nhiều quá, nấm nhiều quá thì mình thí dụ xịt như vườn mình đây mình xịt 10 bệnh các bạn thì mình xài 3 gói Riomen ha. Thì mình chia ra là khoảng là một gói Riomen khoảng là 3 bình thuốc ha, 3 bình gỡ tùy theo mà bệnh nhiều bệnh ít. Bệnh nhẹ thì mình gói 4 bình. Còn mùa nắng thì khác nữa bạn, mùa nắng ít bệnh thì khác nữa. Rồi thì canxi mình 2 bình 50c bạn, bình 25c nha. Rồi. Quậy nước riêng rồi để vô thùng nha các bạn. Quậy đều chia làm 2 luôn. Rồi thì đũa rùi này 2 bình 50c luôn các bạn, bình 25c. Rồi đợi cho nước đầy bình là sạch nha các bạn. Thì cái vườn mình đây giờ mình cắt 2 cữ mít mình mới xịn cỡ nha các bạn. Coi như là chạy 14-15 ngày lận. 14-15 ngày mới xịn cỡ nha. Giờ mình kéo dài thời gian coi như nửa tháng rồi, nửa tháng cỡ. Phân cũng vậy các bạn, phân mình cũng kéo dài ra. Phân thì mình có thể mình giải là nửa tháng ha. Cũng tùy theo các bạn, tùy theo mà trái nhiều chết ha. Ví dụ trái nhiều thì mình rút ngắn thời gian lại, mình rải 10 ngày, 12 ngày, 15 ngày ha. Rồi ít thì mình kéo dài 20 ngày cỡ. Nó tùy theo cái mật độ trái trong vườn mà mình rải thôi. Rồi thì cũng xịt như mỗi khi các bạn. Vừa bông trái thôi, đều trái bông là được rồi. Các bạn nhớ là quơ đều cuốn luôn nha. Cuốn bông rất quan trọng các bạn, nếu mà sâu đục ngay cuốn á là thua nha. Từ cái trái à. Nên chúng ta xịt đều bông cuốn trái. Dưới trong kẹt, nhất là trong kẹt cây các bạn. Mấy trái mà nằm trong nó dựa vô vách cây á, xịt không kỹ vô đó thì nó ăn ở trong lòn ra nha. Vườn thì lúc này nó có trái bự có ha, bông con có, đủ loại trái đủ cỡ ha, giò cổ tay 5-6 kg gì đều có hết. Rồi thì một số thông tin mình chia sẻ các bạn về cách xịt cữ này vườn của mình nha các bạn. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn. Tranh thủ giờ mưa để quay hoài mưa luôn ạ.